Vì sao loài rắn thường thè lưỡi ra ngoài? Sự thật thú vị mà có thể bạn chưa biết. Rắn trông có vẻ đáng sợ hơn khi thè cái lưỡi ra ngoài. Vậy mục đích của việc thè lưỡi này là gì? Phải chăng là để lêu lêu loài khác? Hôm nay cùng mình tìm hiểu nhé. Thực chất thì, vì rắn là loài có thị giác kém và thính giác bị hạn chế nên hầu hết chúng đều có phần khứu giác cực kỳ tốt để bù đắp lại. Dù rắn có mũi nhưng chúng không sử dụng bộ phận này để ngửi mà sẽ thè lưỡi ra để ngửi không khí, từ đó nhận biết được những thứ đang xảy ra xung quanh chúng. Khi rắn đưa chiếc lưỡi ra ngoài, lưỡi sẽ có chức năng thu thập những phân tử hóa học nhỏ trong không khí, sau đó đưa những phân tử hóa học này đến cơ quan Vomeronasan để phân tích và truyền tín hiệu đến não. Lúc này, cơ quan Vomeronasan sẽ cho chúng biết chúng vừa ngửi thấy gì. Nếu con mồi bị rắn cắn và chạy thoát thì rắn có thể ngửi được mùi và lần theo dấu vết của con mồi. Ngoài ra, vì lưỡi rắn có kết cấu tách đôi nên chúng có thể ngửi được mùi từ hai hướng khác nhau cùng một lúc. Độ xòe của đầu lưỡi có thể rộng gấp đôi so với đầu của chúng. Điều này rất quan trọng đối với rắn vì nó cho phép chúng cảm nhận được độ dốc của môi trường xung quanh, giúp rắn dễ dàng nhận biết phương hướng xung quanh và tìm được đường đi.